ngành chế biến gỗ ở Bình Dương hiện chiếm khoảng 40% giá trị xuất khẩu của cả nước. Trong năm 2023, giá trị xuất khẩu của ngành gỗ tỉnh Bình Dương dự kiến giảm gần 30% so với năm 2022. Trong đó, các doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mô lớn chỉ còn duy trì từ 70 đến 80% năng lực sản xuất thực tế. Có rất nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ nhỏ lẻ, gia công đã phải ngừng hoạt động bởi nhu cầu của thị trường xuất khẩu đã giảm mạnh trong năm 2023. Cái khó khăn lớn nhất của ngành gỗ là đơn hàng. Bởi vì lạm phát của các quốc gia mà nhập khẩu đồ gỗ Việt Nam thì còn cao. Đặc biệt là lãi suất ngân hàng cho vay thế chấp tại Hoa Kỳ vẫn còn khá cao. Do đó cái giao dịch nhà ở, giao dịch bất động sản ở Hoa Kỳ cũng chậm lại. Vì lý do đó mà nhu cầu về sản phẩm gỗ, nội thất cũng giảm. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã có những tác động rất lớn đến kinh tế của Bình Dương. Bởi ngành công nghiệp hiện chiếm trên 66% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tác động lớn nhất lên chỉ số sản xuất công nghiệp AIP của năm 2023 của tỉnh dự kiến chỉ tăng 6,5% và kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ đô la, giảm 7,3% so với năm 2022. Kinh tế chung của thế giới đó, rồi lạm phát cao dẫn đến lãi suất gia tăng ở bên ngoài, làm cho nhu cầu đối với hàng hóa do doanh nghiệp Bình Dương sản xuất nó không cao được như các năm. Ở bên trong của chúng ta, trong tình hình kinh tế trong nước đó, thì chúng ta cũng có những khó khăn nhất định đối với lĩnh vực bất động sản và tài chính. Từ đó dẫn đến cái khó khăn chung của các ngành liên quan và làm cho tâm lý của người dân cũng kém đi cho cái việc tiêu dùng của họ. Thì tất cả những cái đó làm ảnh hưởng rất là xấu đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quý tư năm 2023, kinh tế cả nước và Bình Dương có những dấu hiệu khởi sắc hơn. Song dự báo khó khăn vẫn còn nhiều, đòi hỏi chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn. Đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, gắn với đẩy mạnh đầu tư hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mặt khác, các doanh nghiệp phải cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hơn nữa thị trường xuất khẩu gắn với thị trường nội địa. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại hơn để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm. Trước nhất là với cái việc mà quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ được nâng lên một cái tầm mới như vậy, thì vai trò của Việt Nam được coi trọng hơn rất là nhiều. Và người ta ở bên ngoài Việt Nam chú ý rất nhiều đến cái sự phát triển ổn định và lâu dài của Việt Nam. Thứ hai là chúng ta cũng nhìn thấy những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện từ thị trường Mỹ là thị trường lớn nhất cho Việt Nam. Những doanh nghiệp mà làm hàng cao cấp và trung trở lên thì đã bắt đầu có đơn hàng tốt trở lại. Thì những cái việc đó khiến cho chúng tôi trong Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương tự tin là năm 2024 sẽ là một năm tốt hơn nhiều so với năm 2023. Với nỗ lực và quyết tâm cao của tỉnh Bình Dương trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, đang tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp Bình Dương vượt khó, vươn lên, đóng góp tích cực hơn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.